Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 22. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: Hãy truyền cho A-rôn và các con trai người rằng phải kiêng cử những của lễ thánh của dân Israel, dâng biệt riêng ra thánh cho ta, hầu cho chúng chớ làm ô danh thánh ta. Ta là Đức Giê-hô-va. Hãy nói với họ rằng: Phàm ai trong dòng giống các ngươi và trong vòng con cháu các ngươi đã bị ô uế đến gần các vật thánh mà dân Israel biệt riêng ra cho Đức Giê-hô-va, thì ai đó sẽ bị truất khỏi trước mặt ta. Ta là Đức Giê-hô-va. Phàm ai là con cháu của A-rôn bị bệnh phung hay là bạch trược thì chẳng được ăn vật biệt riêng ra thánh cho đến chừng nào được tinh sạch. Ai đụng đến một người đã bị ô uế bởi xác chết, ai có di tinh, hay là ai đụng đến hoặc loài côn trùng hoặc một người bị sự ô uế nào làm cho mình ô uế thì cũng phải một thể ấy. Ai đụng đến các vật đó sẽ bị ô uế đến chiều tối, không được ăn vật biệt riêng ra thánh, nhưng phải tắm mình trong nước. Sau khi mặt trời lặn, người sẽ được sạch lại, rồi mới được phép ăn các vật thánh, vì là đồ ăn của người. Người chẳng nên ăn một con thú nào chết tự nhiên hay là bị xé, hầu khỏi bị ô uế. Ta là Đức Giê-hô-va. Vậy họ phải giữ điều ta phán dặn, kẻo mang tội lỗi và chết chăng, vì đã làm các vật thánh này ra ô uế. Ta là Đức Giê-hô-va, làm cho họ nên thánh. Chẳng một kẻ khách ngoại bang nào được ăn vật thánh. Kẻ nào ở tại nhà thầy tế lễ hay là người làm mướn cũng chẳng được ăn vật thánh. Nhưng kẻ nào thầy tế lễ lấy bạc mua về và kẻ sanh đẻ tại nhà người thì được phép ăn đồ ăn của người. Nếu con gái của thầy tế lễ kết thân cùng kẻ khách ngoại bang thì sẽ không được ăn vật thánh dâng dơ lên. Còn nếu con gái của thầy tế lễ đã góa hay là bị đẻ không có con, trở về nhà cha ở như buổi còn thơ, thì nàng sẽ được ăn đồ ăn của cha mình, nhưng chẳng kẻ khách ngoại bang nào nên ăn. Nếu ai lầm ăn một vật thánh thì phải đền lại cho thầy tế lễ giá của vật thánh đó và phụ thêm một phần năm. Thầy tế lễ chớ làm ô uế của lễ mà dân Israel dâng dơ lên cho Đức Giê-hô-va. Ai ăn vật thánh đã dâng như vậy sẽ mang tội mình đã phạm, vì ta là Đức Giê-hô-va làm cho các vật đó nên thánh. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-xe rằng: Hãy truyền cho A-rôn và các con trai người cùng cho cả dân Israel mà rằng: Hễ người nhà Israel hay là kẻ khách kiều ngụ giữa họ mà dâng của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va, hoặc của lễ khấn nguyện hay là của lễ lạc ý hầu cho được nhậm, phải dâng một con đực không tỳ vết chi bắt trong bầy bò, hoặc chiên con hay là dê cái. Các ngươi chớ dâng một con vật nào có tỳ vết, vì nó sẽ không được nhậm. Khi một người nào dâng cho Đức Giê-hô-va một của lễ thụ ân bằng bò hay chiên, hoặc dâng trả lễ khấn nguyện hay là lạc ý hầu cho con sinh được nhậm, phải không có một tỳ vết chi trên mình. Các ngươi chớ dâng cho Đức Giê-hô-va một con thú nào hoặc mù mắt, què cẳng, bị xé, ghẻ, chốc hay là lát. Các ngươi chớ bắt nó làm của lễ dùng lửa dâng lên cho Đức Giê-hô-va trên bàn thờ. Các ngươi được bắt một con bò hay chiên con có giò dài quá hoặc ngắn quá mà làm của lễ lạc ý. Nhưng về của lễ khấn nguyện, con thú như vậy quả sẽ chẳng được nhậm. Các ngươi chớ dâng cho Đức Giê-hô-va tại xứ mình một con thú nào hòn nang bị dập nát, rứt hay là thiến đi. Chớ nhận nơi tay kẻ khách ngoại bang một con sinh nào bị như vậy đặng dâng làm thực vật cho Đức Chúa Trời mình, vì nó đã bị hư và có tỳ vết trên mình, không được nhậm vì các ngươi đâu. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: Hễ con bò con chiên con hay con dê con phải ở quẩn theo mẹ trong 7 ngày sau khi lọt lòng. Nhưng qua ngày thứ 8 về sau
sẽ được nhậm làm của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Bất kỳ bò cái hay chiên cái, các ngươi chớ giết nó và con nó trong một ngày. Khi các ngươi dâng của lễ thụ ân cho Đức Giê-hô-va, thì phải dâng thế nào cho của lễ vì các ngươi được nhậm? Của lễ đó phải ăn nội ngày, không nên để chi lại cho đến sớm mai. Ta là Đức Giê-hô-va. Vậy, hãy giữ làm theo các điều răn ta. Ta là Đức Giê-hô-va. Đừng làm ô danh thánh ta, thì ta sẽ được tôn thánh giữa dân Israel. Ta là Đức Giê-hô-va, làm cho các ngươi nên thánh, tức đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập để làm Đức Chúa Trời các ngươi. Ta là Đức Giê-hô-va. Chương 23. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: Hãy truyền cho dân Israel rằng: Này là những ngày lễ của Đức Giê-hô-va, các ngươi hãy rao truyền ra là các hội thánh. Người ta làm việc trong 6 ngày, nhưng qua ngày thứ 7 là ngày Sa-bát, một ngày nghỉ, tức một sự nhóm hiệp thánh. Đừng làm một công việc gì. Ấy là lễ Sa-bát của Đức Giê-hô-va trong những nơi các ngươi ở. Này là những lễ của Đức Giê-hô-va, tức những sự nhóm hiệp thánh, các ngươi phải rao truyền ra khi đến kỳ nhất định. Đến ngày 14 tháng Giêng vào buổi chiều tối, ấy là lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va. Qua ngày rằm tháng này, ấy là lễ bánh không men để kính trọng Đức Giê-hô-va. Các ngươi sẽ ăn bánh không pha men trong 7 ngày. Ngày đầu, các ngươi sẽ có một sự nhóm hiệp thánh, chẳng nên làm một công việc xác thịt. Trong 7 ngày, các ngươi phải dâng cho Đức Giê-hô-va những của lễ dùng lửa dâng lên. Đến ngày thứ 7 sẽ có một sự nhóm hiệp thánh nữa. Các ngươi đừng làm một công việc xác thịt nào hết. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: Hãy truyền cho dân Israel rằng: Khi nào các ngươi đã vào xứ mà ta sẽ ban cho và đã gặt mùa màng rồi, thì hãy đem đến cho thầy tế lễ một bó lúa đầu mùa của các ngươi. Qua ngày sau lễ Sa-bát, thầy tế lễ sẽ dâng bó lúa đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va, hầu cho bó lúa đó được nhậm. Chính ngày dâng bó lúa đưa qua đưa lại đó, các ngươi cũng phải dâng cho Đức Giê-hô-va một chiên con giáp năm không tỳ vít chi, đặng làm của lễ thiêu, và dâng thêm một của lễ chay bằng 2/10 bột lọc chế dầu, làm của lễ dùng lửa dâng lên, có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va, với 1/4 hin rượu làm lễ quán. Các ngươi chớ ăn hoặc bánh, hoặc hột lúa rang, hoặc lúa đang ở trong vé, cho đến 9 ngày này, tức là ngày các ngươi đem dâng của lễ cho Đức Chúa Trời mình. Mặc dầu ở nơi nào, ấy là một lễ định đời đời cho con cháu các ngươi. Kể từ ngày sau lễ Sa-bát là ngày đem bó lúa dâng đưa qua đưa lại, các ngươi sẽ tính 7 tuần lễ trọn. Các ngươi tính 50 ngày, cho đến ngày sau của lễ Sa-bát thứ 7, thì phải dâng một của lễ chay mới cho Đức Giê-hô-va. Các ngươi hãy từ nhà mình đem đến 2 ổ bánh, đặng làm của lễ dâng đưa qua đưa lại. Bánh đó làm bằng 2/10 bột lọc hấp có pha men, ấy là của đầu mùa dâng cho Đức Giê-hô-va. Các ngươi cũng phải dâng luôn với bánh 7 chiên con giáp năm chẳng tỳ vít chi, 1 con bò tơ và 2 con chiên đực với của lễ chay và lễ quán cặp theo, đặng làm của lễ thiêu tế Đức Giê-hô-va. Ấy là một của lễ dùng lửa xông, có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Các ngươi cũng phải dâng 1 con dê đực đặng làm của lễ chuộc tội và 2 chiên con giáp năm đặng làm của lễ thù ân. Thầy tế lễ sẽ lấy các của lễ đó với 2 ổ bánh bằng lúa đầu mùa và 2 chiên con dâng đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Các vật đó sẽ biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va và thuộc về thầy tế lễ. Các ngươi hãy rao truyền sự nhóm hiệp trong chính một ngày đó. Phải có một sự nhóm hiệp thánh, chớ nên làm một công việc xác thịt nào. Ấy là một lễ định đời đời cho dòng dõi các ngươi, mặc dầu ở nơi nào. Khi các ngươi gặt lúa trong xứ mình, chớ gặt tận đầu đồng và chớ mót lúa sót lại. Hãy để phần đó cho người nghèo và cho kẻ khách ngoại bang. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: Hãy truyền cho dân Israel rằng: Ngày mùng 1 tháng 7 sẽ có cho các ngươi một ngày nghỉ, một lễ kỷ niệm lấy tiếng kèn thổi mà rao truyền, tức là một sự nhóm hiệp thánh vậy. Chớ làm một công việc xác thịt nào. Phải dâng các của lễ dùng lửa
dâng cho Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Mô-sê rằng: Ngày mồng 10 tháng 7 này là ngày lễ chuộc tội. Các ngươi sẽ có sự nhóm hiệp thánh. Hãy ép tâm hồn mình và dâng cho Đức Giê-hô-va các của lễ dùng lửa dâng lên. Ngày đó chẳng nên làm công việc nào, vì là ngày chuộc tội. Trong ngày đó phải làm lễ chuộc tội cho các ngươi trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Trong ngày đó, hễ ai không ép tâm hồn mình sẽ bị trút khỏi dân sự mình, và hễ ai làm một công việc gì thì ta sẽ diệt họ khỏi dân sự mình. Các ngươi chẳng nên làm công việc chi hết. Ấy là một lệ định đời đời cho dòng dõi các ngươi, mặc dầu ở nơi nào. Ấy sẽ là một lễ sa bát, một ngày nghỉ cho các ngươi. Các ngươi phải ép tâm hồn mình. Ngày mồng 9 tháng đó, các ngươi phải giữ lễ sa bát mình từ chiều nay đến chiều mai. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-sê rằng: Hãy truyền cho dân Israel rằng: Ngày rằm tháng 7 này là lễ lều tạm, trải qua 7 ngày đặng tôn kính Đức Giê-hô-va. Ngày thứ nhất sẽ có sự nhóm hiệp thánh, các ngươi chẳng nên làm một công việc xác thịt nào. Trong 7 ngày phải dâng các của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Qua ngày thứ 8, các ngươi có một sự nhóm hiệp thánh nữa, cùng dâng của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Ấy sẽ là một hội trọng thể, chớ nên làm một công việc xác thịt nào hết. Đó là những lễ trọng thể của Đức Giê-hô-va mà các ngươi phải rao truyền, là sự nhóm hiệp thánh, đặng dâng cho Đức Giê-hô-va những của lễ dùng lửa dâng lên, của lễ thiêu, của lễ chay, của lễ thù ân, lễ quán, vật nào đã định theo ngày nấy. Ngoài ra, các ngươi phải cứ giữ lễ sa bát của Đức Giê-hô-va, cứ dâng cho Ngài các lễ vật mình, các của lễ khấn nguyện và lạc ý. Nhưng đến ngày rằm tháng 7, khi các ngươi đã thâu hoạch thổ sản mình rồi, hãy giữ một lễ cho Đức Giê-hô-va trong 7 ngày. Bữa thứ nhất sẽ là ngày nghỉ, và bữa thứ 8 cũng sẽ là ngày nghỉ. Bữa thứ nhất, các ngươi phải lấy trái cây tốt, tàu chà là, nhành cây rậm và cây dương liễu, rồi vui mừng trong 7 ngày trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Mỗi năm vào tháng 7, các ngươi phải giữ lễ này cho Đức Giê-hô-va như vậy trong 7 ngày. Ấy là một lễ định đời đời cho dòng dõi các ngươi. Hết thảy ai sanh trong dòng Israel sẽ ở nơi trại trong 7 ngày, hầu cho dòng dõi các ngươi biết rằng, khi ta đem dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập, ta cho họ ở trong những trại. Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi. Ấy vậy, Mô-sê truyền cho dân Israel biết các lễ của Đức Giê-hô-va là lễ nào. Chương 24. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng: Hãy truyền cho dân Israel đem dầu olive ép trong sạch đặng thắp đèn để giữ cho đèn cháy luôn luôn. A-rôn sẽ làm đèn đó trong hội mạc, ngoài bức màn che hòm bản chứng, hầu cho đèn cháy luôn luôn từ chiều tối đến sáng mai trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy là một lễ định đời đời cho dòng dõi các ngươi. A-rôn sẽ để các đèn trên chân đèn bằng vàng, cho đèn cháy luôn luôn trước mặt Đức Giê-hô-va. Ngươi cũng phải lấy bột lọc hấp 12 ổ bánh, mỗi ổ cân nặng 2/10 ê-pha, đoạn sắp ra 2 hàng 6 ổ trên cái bàn bằng vàng ròng trước mặt Đức Giê-hô-va, cùng rắc nhũ hương thánh trên mỗi hàng để làm kỷ niệm trên bánh, như một của lễ dùng lửa dâng trước mặt Đức Giê-hô-va. Mỗi ngày Sa-bát, người ta sẽ sắp bánh này trước mặt Đức Giê-hô-va luôn luôn, do nơi dân Israel cung cấp. Ấy là một giao ước đời đời. Có một đứa con trai, mẹ là người Israel và cha là người Ai Cập, đi ra giữa vòng dân Israel, đánh lộn tại nơi trại quân với một người Israel. Đứa trai đó nói phạm đến và rủa sả danh Đức Giê-hô-va. Người ta dẫn nó đến Mô-sê, bèn giam nó vào ngục cho đến chừng Đức Giê-hô-va phán định phải xử làm sao. Mẹ nó tên là Shelomit, con gái của Dipri, thuộc về chi phái Đan. Và Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Mô-sê rằng: Hãy đem kẻ đã rủa sả ra ngoài trại quân. Hết thảy ai đã có nghe nó phải đặt tay mình trên đầu nó, và cả hội chúng phải ném đá nó. Đoạn hãy nói cùng dân Israel rằng: Người nào rủa sả Đức Chúa Trời mình sẽ mang sự hình phạt của tội mình. Ai nói phạm đến danh Đức Giê-hô-va hẳn sẽ bị xử tử,
cả hội chúng sẽ ném đá nó. Mặc dù nó là kẻ khách ngoại bang hay là sanh trong xứ, hễ khi nào nói phạm đến danh Đức Giê-hô-va thì sẽ bị xử tử. Kẻ nào đánh chết một người nào, mặc dù kẻ đó là ai sẽ bị xử tử. Kẻ nào đánh chết một súc vật phải thường lại, nghĩa là mạng đền mạng. Khi một người nào làm thương tích cho kẻ lân cận mình, thì người ta phải làm thương tích cho người đó lại như chính người đã làm. Gãi đền gãi, mắt đền mắt, răng đền răng. Người ta sẽ làm cho người ấy đồng một thương vết như chính người đã làm cho người khác. Kẻ nào làm chết một súc vật thì sẽ thường lại. Còn kẻ nào giết chết một người thì phải bị xử tử. Bất luận kẻ khách ngoại bang hay là người trong xứ, các ngươi cũng phải dùng một luật lệ, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Vậy, Môi-se nói lại cùng dân Israel, biểu đem kẻ đã rủa xả ra khỏi trại quân rồi ném đá nó. Thế thì, dân Israel làm y như lời Đức Giê-hô-va đã truyền dặn Môi-se. Thi Thiên 41. Phước cho người nào đói đến kẻ khốn cùng. Trong ngày tai họa, Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu người. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ người, bảo tồn mạng sống người. Người sẽ được phước trên đất, và Ngài chắc không phó người cho ý muốn của kẻ thù nghịch người. Đức Giê-hô-va sẽ nâng đỡ người tại trên giường rũ liệt. Trong khi người đau bệnh, Chúa sẽ cải dọn cả giường người. Tôi đã nói, Đức Giê-hô-va ơi, xin thương xót tôi, chữa lành linh hồn tôi, vì tôi đã phạm tội cùng Ngài. Những kẻ thù nghịch tôi chúc tôi điều ác mà rằng, nó sẽ chết chừng nào, danh nó sẽ diệt khi nào. Nếu có người đến thăm tôi bèn nói những lời dối trá, lòng nó chứa cho nó gian ác, rồi nó đi ra ngoài nói lại. Hết thảy những kẻ ghét tôi đều sầm xì nghịch tôi, chúng nó toan mưu hại tôi. Một thứ bệnh ác dính đeo trên mình nó, kìa bây giờ nó nằm rồi, ắt sẽ chẳng hề trỗi dậy nữa. Đến đổi người bạn thân tôi mà lòng tôi tin cậy và đã ăn bánh tôi, cũng dơ gót lên nghịch cùng tôi. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy thương xót tôi và nâng đỡ tôi, thì tôi sẽ báo trả chúng nó. Nếu kẻ thù nghịch không thắng hơn tôi, nhờ đó tôi sẽ nhìn biết Chúa đẹp lòng tôi. Song nhân vì sự thanh liêm tôi, Chúa nâng đỡ tôi, lập tôi đứng vững ở trước mặt Chúa đời đời. Đáng ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel từ trước vô cùng cho đến đời đời. Amen. Amen. Chương 17. Tội của Giu-đa đã chép bằng bút sắt, bằng dùi kim cương, đã chạm trên bảng trong lòng chúng nó và trên sừng những bàn thờ các ngươi. Con cái chúng nó nhớ lại bàn thờ và hình tượng chúng nó đã lập lên gần các cây xanh và trên gò cao. Hỡi hòn núi ta trong đồng, ta sẽ phó của cải, châu báu và các nơi cao ngươi làm của cướp, vì có tội lỗi ngươi đã phạm trên khắp bờ cõi mình. Ngươi sẽ bỏ mất cơ nghiệp ta đã ban cho, ấy là tự ngươi làm lấy. Ta sẽ bắt ngươi phục kẻ thù ngươi trong một xứ mà ngươi chưa từng biết. Vì ngươi đã nhen lửa giận ta lên thì nó cháy hoài hoài. Đức Giê-hô-va phán như vậy: đáng rủa thay là kẻ nhờ cậy loài người, lấy loài xác thịt làm cánh tay, lòng lìa khỏi Đức Giê-hô-va. Nó sẽ như thạch thảo trong sa mạc, không thấy phước đến, nhưng ở trong nơi đồng vắng khô khan, trên đất mặn không dân ở. Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình. Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy, ngộ khi trời nắng chẳng hề sợ hãi mà lá cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì mà cứ ra trái không dứt. Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được. Ta Đức Giê-hô-va dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm. Kẻ nào được giàu có chẳng theo sự công bình, cũng như chim đa đa ấp trứng mà mình chẳng đẻ ra, đến nửa đời người nó phải mất hết, cuối cùng
nó ra là ngu dại. Ngôi vinh hiển được lập lên từ ban đầu, ấy là nơi thánh của dân chúng ta. Hỡi Đức Giê-hô-va là sự trông cậy của Israel, những kẻ nào bỏ Ngài đều sẽ bị xấu hổ. Những kẻ lìa khỏi ta sẽ bị ghi trên đất, vì họ đã bỏ suối nước sống, tức là Đức Giê-hô-va. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin Ngài chữa tôi thì tôi sẽ được lành, xin Ngài cứu tôi thì tôi sẽ được rỗi, vì Ngài là đấng mà tôi ngợi khen. Này là lời người ta bảo tôi, lời phán của Đức Giê-hô-va ở đâu, rày hãy ứng nghiệm. Còn tôi chẳng vội vàng bỏ chức chăn dân mà không theo Ngài. Tôi cũng không tự ý muốn mình trông đến ngày khốn nạn, Ngài vẫn biết vậy. Lời miệng tôi nói ra đều ở trước mặt Ngài. Ngài là nơi ẩn náu của tôi trong ngày hoạn nạn. Xin chớ làm cớ cho tôi kinh khiếp. Xin Ngài làm cho những kẻ bắt bớ tôi bị xấu hổ, mà chính tôi đừng bị xấu hổ. Cho họ kinh hoàng, mà chính tôi đừng kinh hoàng. Xin cho ngày hoạn nạn lâm trên họ và hủy hoại gấp hai. Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng, hãy đi, đứng tại cửa của con cái dân sự, tức là cửa các vua Giu-đa thường ra vào, và tại hết thảy các cửa thành Giê-ru-sa-lem. Ngươi khá nói rằng, hỡi các vua nước Giu-đa cùng cả dân Giu-đa và hết thảy dân cư Giê-ru-sa-lem là kẻ do các cửa này qua lại, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán như vậy, các ngươi hãy giữ, chớ khiêng gánh trong ngày Sa-bát, chớ khiêng gánh vào cửa thành Giê-ru-sa-lem. Trong ngày Sa-bát, đừng khiêng gánh ra khỏi nhà các ngươi, cũng đừng làm việc chi hết, nhưng hãy biệt riêng ngày Sa-bát ra thánh như ta đã phán dặn tổ phụ các ngươi. Nhưng mà họ chẳng nghe, chẳng lắng tai, cứng cổ để chẳng nghe ta và chẳng chịu dạy. Đức Giê-hô-va phán, nếu các ngươi chăm chỉ nghe ta, nếu các ngươi không khiêng gánh vào cửa thành ấy trong ngày Sa-bát, nếu các ngươi biệt riêng ngày Sa-bát ra thánh và không làm việc gì trong ngày đó, thì các vua và các quan trưởng ngồi trên ngai David sẽ cưỡi xe cưỡi ngựa cùng với các quan trưởng người Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem do cửa thành ấy mà vào, và thành ấy sẽ còn đời đời. Người ta sẽ đến từ các thành của Giu-đa và từ các nơi chung quanh Giê-ru-sa-lem, từ xứ Bên-gia-min, từ đất đồng bằng, đất núi và phương Nam, đặng đem của lễ thiêu và các của lễ chay cùng nhũ hương, và đem của lễ thù ân đến nhà Đức Giê-hô-va. Nhưng nếu các ngươi không nghe ta để biệt riêng ngày Sa-bát ra thánh, mà trong ngày Sa-bát khiêng gánh và vào cửa thành Giê-ru-sa-lem, thì ta sẽ đặt lửa nơi cửa thành. Lửa ấy sẽ thiêu hủy cung điện của Giê-ru-sa-lem, không bao giờ tắt. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.
Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.